Xin chào em Hùng. Rất là giỏi. Rồi ba rất tự hào về con đó nha. Con hiểu không? Mình viết hết trang này xong rồi mình sẽ vệ sinh xong rồi mình chuẩn bị xuống mình đón giao thừa nha con trai. Đúng rồi con trai, cũng nha, cố gắng nha. Cúng những người ở trên trời hay mà bà ba. Dạ. Hồng Tam đi đâu? Em biết sao? Ủa, cái ông bà cha bu bít của con luôn á hả? Tại sao vậy? Má bị chết rồi. Má phải con chim. Má không đồ. Má, có bắn có bông. Các bạn ơi, các bạn đã được xem bắn pháo bông ở Quảng Trị rồi đó. Mày mấy con phun không con? Wow. Ủa, đây là bên đây nè con trai. Rồi các bạn tiến rồi bây giờ chú cả nhà chúng ta cùng nhau xuống ăn mì gói. Lệnh chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Tối hôm qua là một cái đêm giao thừa thì cả gia đình của Phú Nghiêm Ngọc Mai cũng như ông ngoại bà ngoại đã cúng giao thừa rồi, và sáng nay là sáng mùng 1 Tết, cho nên là việc đầu tiên mà gia đình của Phú Nghiêm Ngọc Mai làm đó chính là chúc Tết ông bà ngoại, đúng không ông Tâm? Dạ đúng. Rồi con có muốn nói gì với mọi người không? Dạ có. Con nói gì? Dạ chúc ông ngoại. Nè con đứng dậy đó, con qua đó. Rồi con tình tặng lì xì cho ông bà ngoại nè. Rồi con nói lắm. Con chúc ông bà ngoại nha, đứng sát qua bên kia. Để bé đứng với anh hai nè. Dạ con thích đứng bà ngoại. Rồi ok. Và dạ chúc bà ngoại năm mới thật nhiều sức khỏe. Dạ chúc dạ, an. Dạ an vượng. An khang thịnh vượng. Trăm năm hạnh phúc. Bà ngoại nữa. Rồi chúc ông ngoại giống vậy luôn. Dạ chúc ông ngoại Năm mới. Nói lại hai ba. Dạ chúc ông ngoại chúc năm mới Thật nhiều sức khỏe, trăm năm hạnh phúc. Dạ Mẹ chúc đi, mẹ chúc lại bà ngoại đi. Con chúc lại bà ngoại nè. Mẹ em mình chúc con nè. Cái gì nữa? Con chúc bà ngoại năm mới vui khỏe là được rồi. Để rồi, em chúc ông ngoại nữa. Con chúc ông ngoại. Cảm ơn mình. Cảm ơn mình. Và năm nay cũng là cái năm đầu tiên mà Nghiệp đón Tết ở ngoài Quảng Trị, cho nên là Nghiệp cũng làm một cái phong tục là phải lì xì cho ông bà.
Con thì chúc cho bà ngoại với ông ngoại có một năm mới nhiều sức khỏe và luôn bình an và luôn luôn là yêu thương nhau. Dạ. Cảm ơn. Rồi, chúc mừng năm mới ông bà ngoại nha. Chúc ông bà ngoại luôn luôn vui khỏe. Cảm ơn hai con nhiều. Còn một tuần nữa, một tuần ơi. Yeah. Đây, đây là em vợ của Nghiệp. Lì xì của anh Nghệ. Chúc em năm mới hai người sức khỏe. Hào lấy vợ. Em cảm ơn anh. Đây chúc cho Tịnh đang kiếm được nhiều tiền và cho chị. Cảm ơn anh. Ok. Vậy là một cái năm mới của gia đình ngoại là gia đình của ba má vợ của Nghiệp rất là ấm cúng và năm nay cũng đón trong một cái ngôi nhà mới rất là khang trang. Và bây giờ thì là sẽ là cái thời điểm mà mọi người sẽ quây quần bên nhau và đi chúc Tết. Nghiệp sẽ cho mọi người thấy là gia đình của Phúc Nghiệp Ngọc Mai đi chúc Tết ở những đâu nha. Rồi cả nhà cùng ăn. Rồi, rồi. Rồi. Rồi là cùng năm mới ông bà ngoại chả có gì. Chúc đầu tiên là chúc cho ông Tâm, cháu nhỏ, chúc cho Mì Mí, cháu nhỏ sang năm ngoan, học giỏi. Cùng bên đây bà má, mà má, được chưa? Ông bà đi xì mừng năm mới, Tâm Tâm. Xem ông ngoại một cái đi. Ông ngoại sao có một con cá? À, con cá rồi. Con Mì Mí này, ông ngoại này, năm mới mừng tuổi đi xì cho bên Mì Mí này, ngoan nhá. Năm mới cũng lì xì cho con. Rồi con cảm ơn. Càng năng cố gắng lên. anh này là nếu như phong tục người Hoa là luôn luôn phải nhận lì xì là tại vì chưa có vợ. Đó là năm sau nếu có vợ là không có lì xì đấy rồi. Vậy là chắc là qua lấy vợ đó. Còn hai vợ chồng. Dạ. Thì cùng năm mới chúc hai vợ chồng cả năm cả thịnh vượng, có sức khỏe. Cảm ơn ông ngoại. Cảm ơn ông ngoại, tưởng là có sức khỏe để mà về Quảng Trị năm nào cũng về Quảng Trị chứ. Bạn về chứ. Bà ngoại mừng tuổi cho Mỹ trước nhá. Bà ngoại mừng tuổi cho Mỹ để Mỹ mà hay ăn này, trong lớn này, nghe lời ba má này, nhớ chưa? Dạ. Cảm ơn bà ngoại chứ. Con không có mở ra, con nói cảm ơn bà ngoại. Rồi, sau năm lại cùng ba má ra thăm bà ngoại, ông ngoại nhé. Rồi ngoan này, rồi đấy anh hai này, bà ngoại mừng tuổi cho anh hai này, chúc anh hai là mau lớn này, học giỏi này, ngoan này, nghe lời bà má với mà má nhớ chưa? Sương lắm. Rồi cô Nga. Đây là quà của bà ngoại. Yeah. Mừng tuổi cho hai con. Cảm ơn bà ngoại. Cảm ơn bà ngoại rất nhiều. Tên đây luôn á, để có con cá. Chúc bà ngoại có sức khỏe ha. Để sau năm mới làm Tết là trong người Mỹ nha. À, chồng okay. Em mới chứ. Còn đây là cậu Tấn là cậu út này, chúc cậu là vui vẻ mạnh khỏe này, sang năm là mẹ có con dâu. Cùng Tâm liền biết giờ cậu Tấn lì xì nha. Cậu Tấn lì xì khỏe lắm. Rồi nè, cậu Tấn lì xì cho con nè. Chúc cùng Tâm á là luôn luôn đó vâng lời ba mẹ nha, rồi học thật là giỏi nha, họ ăn cháu lớn nha. Em cậu Tuấn vô chơi với Hồng Tâm nha. Rồi Hồng Tâm chúc cậu Tuấn. Dạ chúc cậu Tuấn năm mới. Dạ năm mới nhiều sức khỏe. May mắn mau lấy vợ. Dạ may mắn mau lấy vợ. Rồi Mì Mí. Mì Mí. Rồi Mì Mí kìa. Mì Mí kìa, chúc cậu Tuấn mau lấy vợ. Ủa nhà, cậu Tấn chúc Mì Mí là bao anh trống lớn nha. Luôn luôn nghe lời bà má mà má nha. Cảm ơn cậu Tấn. Cảm ơn cậu Tấn chưa?
Rồi năm mới con chúc ba thật là nhiều sức khỏe ý. Rồi rạng thật là nhiều sức khỏe để mà chuẩn bị ăn cho nồi. Được. Rồi nói một chút mẹ thật là nhiều sức khỏe ý. Cùng rạng nhiều sức khỏe, cùng ăn cho nồi như ông nồi thôi. Và nhẹ nhàng lại chút xíu. Nguyên ấm chống nồi. Và luôn nhẹ nhàng lại chút xíu. Vậy là một cái Tết năm nay rất là ý nghĩa và rất là đầm ấm của gia đình ngoại và gia đình bố mẹ vợ của Nghiệp. Và rất là cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chung vui với gia đình của Nghiệp Ngọc Mai. Và mọi người đón Tết như thế nào hãy comment ở dưới để cho gia đình của Nghiệp Ngọc Mai được biết nhé. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những cái niềm vui đầu năm này. Và chúc tất cả mọi người có một cái Tết thật là sung túc, đầm ấm và bình an, rất là tràn đầy nhiều phúc lành đến với gia đình mọi người. Còn bây giờ thì Hùng Tâm, mọi người ơi đừng quên đăng ký kênh của Quốc Nghiệp Ngọc Mai Official để xem được nhiều video thú vị hơn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những tập tiếp theo nha. Ở cùng bye bye, bye. Rồi Mì Mí với lại Hùng Tâm qua đây chúc Tết bà má hôm má nè. Mì Mí dâng cho bà má đi. Qua đây. Rồi qua đây nè. Hai tay nha. Nè, con gái qua đây nè, cầm hai tay. Đưa cho bà bá nha. Con mời đi, con mời bà bá uống trà đi. Dạ con mời bà bá. Rồi. Con cũng muốn uống trà. Thôi con cũng uống trà hả, bà bá uống thôi cho con uống nha. Để cảm ơn Hồng Tâm Mì Mí nha. Đây là bà bá là muốn giữ phong tục của người Hoa là buổi sáng mùng 1 là phải dâng trà cho bà bá. Yeah. Cảm ơn Mì Mí nha, cảm ơn Hùng anh Tâm, nha. Hùng Tâm ơi, qua đây nè. Rồi nào, bà bá chúc cho Mì Mí và Hùng Tâm nha. Năm mới mau lớn nè, ngoan nè, Mì Mí là không có được giữ nè, nghe chưa? Phải thương bà bá, bà má và anh hai nè, nghe chưa? Còn hai, năm nay là con lại lớn hơn 1 tuổi nữa rồi, con hiểu không? Con là 38 nhưng hôm nay con 6 tuổi nhưng mà mới 5 tuổi thôi, chừng nào tới sinh nhật con mới 6 kể tuổi. Kể cả tuổi ông là 6 tuổi nè. Con á, năm nay là con đã lớn rồi. À nè, con nhìn nè, cái mặt con nè, rất là đẹp trai đó, con hiểu chưa? Con nói gì quá. Rất là đẹp trai giống bà bá luôn đó. Trời đất ơi. Cho nên á, bà bá chúc con nè. Con nói sao? Con nói sao? Dạ, con nghĩ là con tuy không đẹp trai nhưng con vui, tươi. Bà, con nghĩ là con không đẹp trai nhưng con vui tươi. À, vui tươi à. Rồi bà nói con nghe nè, lớn 1 tuổi phải ngoan, nghe lời và phải thương em nữa, nghe chưa? Và năm nay là năm đầu tiên của con, chắc là sẽ vô lớp 1 đó, cho nên con phải cố gắng học nữa, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Năm nay là năm cuối cùng để Hùng Tâm sang năm lớp 1 thì đúng hơn nha. Nghe con trai, chúc con thật nhiều sức khỏe, dễ thương, may mắn và ngao nhon cái. Thương lắm, bà bá thương lắm. Rồi lì xì, lì xì cho con một cái. Mì Mí, bà bá lì xì cho Mì Mí nè. Đó, rồi, rồi. Bây giờ, tới bà má nè. Hùng Tâm. Bà má cùng em, bà má cùng tuổi em. Bà má cùng tuổi. Cái này của bà bá, còn cái này của mà má nè. Nè, Mì Mí, từ từ. Mà má lì xì kìa. Cho em mượn cái xíu đã không? Hoàng Tâm, rồi, Mì Mí. Mà má lì xì. Mà má mừng tuổi cho em Mì Mí nè, chúc em Mì Mí nhanh lớn và ngoan ngoãn nha. Hát hay nha. Còn đây mà má mừng tuổi cho em hai Hùng Tâm. Con cũng là học giỏi nè, và nhanh lớn nè, và phải chăm học với Hùng Tâm nha. Con tự giác học đúng không? Đúng không? Tự giác học một ngày con biết mấy bài? Mì Mí. Nhớ nha. Rồi. Một ngày biết hai bài. Hùng Tâm nè, bây giờ Hùng Tâm với Mì Mí chúc bà bá và má làm sao? Rồi, hai anh em chúc bà bá và má làm sao? Dạ chúc bà bá. Dạ chúc bà bá và má nhiều sức khỏe, năm năm hạnh phúc. Gì vậy vậy? Giỏi nha. Hạnh phúc. Còn Mì Mí, Mì Mí có chúc bà bá và má không? Qua đây, qua đây, qua đây. Chúc bà bá và má nè. Rồi, con chúc bà bá và má làm sao? Hả? Con chúc bà bá và má làm sao? Để lên. Con chúc bà má, bà bá ngủ. Ngủ ngon, ngủ ngon. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống nhà bác chính để chúc Tết. Con ơi, sẵn sàng. Chúc mừng năm mới. Vàng. Lớn học giỏi. Mai mà mẫu lệnh học rồi.
rồi. Rồi con đưa cho bà. Cảm ơn nha. Ôi chết rồi. Đó Hùng Tâm chúc bà Thủy làm sao? Chúc bà Thủy trăm năm phúc. Giờ đi xuống nhà bà Hiền một tí nào. Bà Hiền sao tù đi được á. Đây, rồi hai bạn này nhé. Đi cho có đồ chào. Chúc mừng năm mới. Dạ, chào con cảm ơn. Cảm ơn. Đi xin biến, chúc biến máu lửa, chúc biến học dòi, chúc giặc học dòi, máu lửa tay giặc ấy, tay giặc. Ủa? Sao? Hai con bị dơ, con rửa tay đi. Chào O, chúc mừng năm mới O Hiền. Chúc bà cố thật nhiều sức khỏe. Trời ơi, Bí này. Thôi. Ba, mình chưa giúp Ly Si em chó nữa. Bây giờ con sẽ giúp. Rồi, con nửa tiếng rồi. Con chúc mừng Ly Si em chó phải không? Ly Si chó nè. Cho Ly Si nè. Rồi, được rồi. Nhẫn nè. Rồi, được rồi. Em chó cảm ơn Hùng Tâm nha. Dạ. Hôm nay là nghiệp là nhà tạo mẫu tóc cho Hùng Tâm đó, đúng không anh trai? Hôm nay con rất là lớn và đẹp trai đấy nha. Ngon ghê đi. Ngon gì? Hùng Tâm kia không đẹp trai như mình, con vui. Còn mấy? Vui. Ủa, chưa gì là vui rồi hả? Ngọc Ái rất là yêu con luôn á nha. Con xe cầu bán cái đi.